Tuyết Lan tung tin Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyệt thực để làm gì? RFA dẫn lời bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tiếp tục tuyệt thực. Như vậy, theo bà Tuyết Lan, cô Quỳnh đã tuyệt thực 3 tuần. Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2018, bà Tuyết Lan từ Nha Trang cho đài RFA biết, theo cái văn bản đề ngày 18 tháng 7 họ gửi cho tôi mà sáng nay tôi mới nhận được nhận, thì chứng tỏ là đến ngày đó con tôi vẫn tuyệt thực. Cho đến nay tôi không có thông tin gì cho biết con tôi đã ngừng tuyệt thực hay chưa, sức khỏe ra sao. Tôi đã viết cho họ một cái đơn yêu cầu cho tôi gặp con vào ngày 26 tháng 7 nhưng không được trả lời. Gia đình chúng tôi không có một thông tin nào về con hết. Họ có cho số điện thoại in trên thư nhưng tôi gọi hoài mà không ai bắt máy. Tôi rất hoang mang. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cho biết con gái của bà bắt đầu tuyệt thực trong trại giam kể từ ngày 6 tháng 7 vừa qua. Lý do mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyệt thực cũng theo mồm bà Lan rêu rao với tổ chức mạng lưới blogger Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các tòa đại sứ nước ngoài tại Việt Nam, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyệt thực trong trại giam số 5 ở tỉnh Thanh Hóa để phản đối những hành động khủng bố của trại giam cũng như chế độ nhà tù Hà Khắc. Cho đến nay, chưa có bất kể một thông tin nào về vụ việc từ cơ quan chức năng. Mọi tin đồn mới chỉ là một chiều từ mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bà Tuyết Lan đi phát đi thông báo này trong bối cảnh bà đang cố gắng thực hiện một chiến dịch truyền thông với mục đích để các tổ chức quốc tế chú ý can thiệp để Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được định cư qua Mỹ. Ý đồ của bà Tuyết Lan thể hiện khá rõ trên Facebook cá nhân và khi trả lời VOA, RFA và các tổ chức khác. Một nguồn tin đáng tin cậy ở trại giam số 5 Thanh Hóa cho hay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở khu biệt giam do vi phạm các quy định của trại và quấy rầy tư tưởng tinh thần các tù nhân khác. Kể từ khi chuyển đến đây, trại giam này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rất có ý thức trong giữ gìn sức khỏe, chưa hề bỏ một bữa cơm nào của trại. Nguồn tin trên cũng cho biết hiện tại Nguyễn Ngọc Như Quỳnh béo trắng và không hề bị bạn tù nữ mặc quần đùi, áo ba lỗ từ phòng khác sang tận phòng của Quỳnh để đe dọa. Bởi đây là khu biệt giam, các tù nhân không qua lại phòng nhau. Không phải đây là lần đầu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyệt thực đểu và cũng không phải lần đầu ả và mẹ của ả la làng lên là tuyệt thực. Trước đó năm 2014, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyên bố tuyệt thực một tháng, bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an tỉnh Khánh Hòa, số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Lần này, dân mạng đã nhanh chóng bóc mẽ, đó chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi của đám lưu manh chính trị như Quỳnh. Quỳnh biết rõ trụ sở công an tỉnh là địa điểm cấm, nên nếu tuyệt thực tại đó sẽ bị công an đưa về nhà và chỉ có thế và chỉ chờ có thế. Quỳnh có lý do để giải thích với đám dân chủ về lý do tuyệt thực nhưng không thành công là do khách quan. Đến tháng 10 năm 2016, bà Tuyết Lan tung tin Quỳnh tuyệt thực với mục đích đòi có luật sư tham gia quá trình điều tra của cơ quan công an. Thế nhưng cơ quan công an đã công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và cho thấy hoàn toàn không có chuyện Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyệt thực. Cô này vẫn sống khỏe, chén tốt, chối tội bay bại và đòi gặp luật sư. Cô này cũng biết rõ, bị bắt khẩn cấp theo quy định của Điều 81 Bộ Luật Tố Tụng thì không được mời luật sư tham gia ở giai đoạn điều tra, cho tới khi quá trình điều tra kết thúc. Tháng 5 năm 2018, lại rộ tin Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyệt thực một tuần vì không đồng ý với một số hành động, cách đối xử của trại giam. Tin này một lần nữa được phát đi từ Facebook của bà Tuyết Lan, và tất nhiên nó nằm trong kế hoạch giải cứu Ngọc Như Quỳnh của đám rận, nhằm kiếm tiền tài trợ từ các tổ chức âm mưu lật đổ chế độ ở Việt Nam. Và hôm ngày 6 tháng 7 năm 2018, bà Tuyết Lan lại chu chéo trên mạng rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tiếp tục tuyệt thực ở cấp độ cao hơn, nguy cấp hơn. Nếu như lần trước là tuyệt thực một tuần thì lần này là vô thời hạn, không ăn cơm trại, không ăn đồ tiếp tế cho tới khi nào trại giam thay đổi cách đối xử. Nói thẳng, lời bà Lan chỉ là chiêu trò thúc ép để các thế lực bên ngoài can thiệp cho Quỳnh được sang Mỹ. Đáp lại lời kêu gọi can thiệp của bà Lan,
Các tổ chức quốc tế núp bóng nhân quyền đã lựa chọn lối phản ứng nước đôi để tránh thảm trạng nhục mặt như trường hợp của cụ Huy Hà Vũ và vợ là Nguyễn Thị Dương Hà dàn dựng. Dự là khi các tổ chức nhân quyền, dân chủ lên án Việt Nam, thì video Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyệt thực sẽ được công bố. Đến khi đó, có lẽ bà Nguyễn Thị Tiết Lan sẽ được đặt thêm cái xú danh Neymar Jordan để tham dự giải Oscar.